ngày 30 tháng 11 năm 1996, kiện tướng Taekwondo Đài Loan Bằng Uyển Như đã đột ngột mất tích sau khi rời khách sạn Kim Mỹ ở Cao Hùng, Đài Loan bằng taxi. Ngày 3 tháng 12, thi thể của cô được phát hiện tại vùng ven thành phố trong tình trạng lõa thể, trên người có nhiều vết đâm sâu. Bà biến mất và được tìm thấy trong tình trạng khỏa thân và đã chết trong một nhà máy ở Đi Áo Sông, Cao Hùng. Trong vườn cây ăn quả, cảnh sát phát hiện có tới 35 vết thương trên cơ thể và nhãn cầu trái của bà cũng bị khoét ra. Cuộc tấn công của kẻ sát nhân vô cùng tàn ác. Nghi can vụ án được cho là tài xế taxi tối hôm đó. Tuy nhiên, do không có đủ chứng cứ xác thực nên cảnh sát không thể định tội anh ta và đành phải thả ra ngoài. Cảnh sát đã lọc hàng chục hàng ngàn kẻ tình nghi trong những năm qua. Thậm chí còn xem xét hàng triệu hồ sơ nhưng nó vẫn là một vụ án lịch sử chưa được giải quyết. Vì không tìm được kẻ sát nhân nên vụ án về Bằng Uyển Như vĩnh viễn không thể tìm ra lời giải, cũng như câu hỏi tại sao một kiện tướng võ thuật như Uyển Như lại có thể dễ dàng bị sát hại như vậy vẫn là một câu đố cho cơ quan điều tra.